cả mọi người, thì hôm nay em đã có mặt tại khu vườn nhà em. Nếu mọi người thích cây nào thì hãy để lại dưới bình luận, nhắn tin hoặc là gọi điện trực tiếp cho shop để có thể để tìm thêm một số cây mà mọi người yêu thích ở đây nha. Cực kỳ nhiều cây đẹp luôn. Rừng hoa đỗ quyên, cát tành, cây của vạn niên nè, đỗ quyên vào sẵn hơn một đợt. Loại cho mọi người lựa chọn hoa trà tự ý này, kỳ nhiều đỗ quyên mít màu, đỗ quyên đủ loại màu luôn. Ở đây rất nhiều đỗ quyên, các loài cây treo, son môi, đô la hay là hạt dưa thì đều có cho mọi người. Cây tùng thơm này mua về làm cây thông giáng sinh cực kỳ đẹp. Mọi người thấy rất nhiều cây luôn. Nhiều cây đẹp và độc lạ luôn. Đây, cái cây thân to khổng lồ với những chiếc lá. Như cái quạt này thì nó có tên là cây cọ Nhật. Đây, mọi người có thể thấy lá của nó cực kỳ to. Trồng cái này thì thường được trồng trong để ở các ban công trên sân thượng, rất là đẹp. Nhìn cái tán của nó cực kỳ to, lá của nó màu xanh non mướt luôn. Đây là cái loại cây chuối thiên điểu. Loại này thì cũng có hoa, hoa của nó có một màu đỏ cam cực kỳ đẹp. Đang ra hoa rất đẹp mọi người ơi. Đây, trồng cực kỳ đẹp luôn. Đây là cây phát tài núi, loại thân đơn. Loại này thì thường sẽ được mọi người rất là ưa thích ở trồng trong trong văn phòng này, ở trên sân thượng này, để trong phòng khách, trước nhà. Cây phát tài núi đem nhiều vận khí, tài vận cho gia chủ, giúp cho cái người trồng được nhiều sung túc, phát tài. Nghe là phát tài núi đó mọi người. Kênh tiếp theo đây chính là cây hạnh phúc, cây hạnh phúc sai đại nha. Phúc sai đại ở đây cực kỳ nhiều, thân thẳng đứng luôn, lá thì bóng bóng nhẫy, xanh mướt luôn mọi người ơi, rất là đẹp ạ. Hạnh phúc thì đang được rất là nhiều người yêu thích bởi vì nó thể hiện sự sum vầy hạnh phúc trong gia đình. Mấy cái loài cây này thì dễ chăm này. Đây, thì size chung cũng có, size chung có, size đại có, và size để trên bàn làm việc cũng có. Đây là một thêm nữa là cái loài trà tử quý. Bên này thì là các cái loại đang ra nụ, nụ của nó đang chung chín chuẩn bị nở. Cái này thì mọi người mua về thì đợi từ giờ đến Tết là hoa nó nở cực kỳ đẹp luôn. Nó có cái một cái hồng. Đây là chỗ cột vạn niên. Cột vạn niên này giới văn phòng cực kỳ ưa thích. Đi sâu vào trong hơn nữa thì sẽ là cái loại phát tài núi ngũ phúc nha mọi người. Ngũ phúc nghĩa là thân của nó chia làm khoảng 5 nhánh. Mọi người có thể thấy ngũ phúc. Đây, 1, 2, 3, 4 và 5.
năm nhánh tượng trưng cho phúc lộc thọ an khang phú quý. Trời, cái này cực kỳ đẹp. Thay chậu trắng để trên các phòng khách cực kỳ sang trọng luôn, hút mắt người nhìn nha. Đây, cái cây trà từ quý mà em vừa nói, nó hoa của nó sẽ có một cái màu hồng thẫm cực kỳ đẹp. Màu này rất là tươi, nó giống với cái màu hoa đỗ quyên đậm ấy mọi người ạ. Có cả thì cái loại thiên về màu đỏ hơn này. Trà từ quý thì có rất nhiều màu, cái màu hồng phấn cũng có. Và có cái loại hoa đơn, còn đây là cái loại hoa kết. Bát tài núi ngũ phúc này, bát tài núi thân đơn, lá thì nó sẽ to hơn cái loại ngũ phúc, bởi vì loại ngũ phúc thì lá, cái nhánh của nó chia làm nhiều nhánh nên lá của nó sẽ nhỏ hơn. Còn loại thân đơn này thì nó sẽ chia về hai tầng, một tầng dưới là mọc sát về phía chậu, nó tạo thành cái đường vòm quanh nhìn rất đẹp, xong rồi thẳng đứng thân trên là một cái cây cực kỳ to, lá nó sẽ to hơn cái loại ngũ phúc thân đơn này. Và lá nó cứng cáp hơn. Loại này thì em thấy được yêu thích hơn, trồng nhiều hơn là loại ngũ phúc. Và ở đây nó rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Hoa đỗ quyên, cực kỳ nhiều màu. Bên này là đi sâu vào trong này là các loại lan này, ở đây có cả địa lan luôn. Nhiều loại lan, lan này thì chưa ra hoa, đợi đến Tết thì hoa là mới bắt đầu lên. Ồ, trên này rất là nhiều cái chậu hạt dưa treo, giỏ treo luôn. Đây là cái loại thiết bộc lan sọc. Loại này thì là loại trung, size trung, vì nó có độ cao vừa phải. Và cái loại này thì ra hoa cực kỳ thơm, cái mùi thơm dễ chịu. Đây, cái hạt dưa này mọi người, nhiều lắm luôn, giỏ treo cực kỳ nhiều. Treo cửa sổ, ban công, văn phòng hay quán cà phê. Kỳ đẹp, dưa cực kỳ nhiều, cả đô la lẫn là son môi. Đây là họ đang ươm các loại giống lan, hiện tại chưa ra hoa. Nhiều lan lắm mọi người. Lan này cũng là loại lan, lá nó đặc biệt là có sọc. Còn loại này thì không, còn loại này, bên ngoài này sẽ là địa lan, lan vàng, lan màu vàng. Địa lan vàng hoa cực kỳ đẹp, trạng nguyên này mọi người. Cái này thì trồng giúp cho những người trong thi cực này, em bé nhiều tài vận khí. Đêm mà loại này là loại lan đặc biệt, có tên rất là hay, lan công tử.